chứng minh gì, MN bình bằng gì, NF nhân N, à đúng không? Thì nghĩ ngay cái tích nhân cái tích là bằng cái gì? Cái tích bằng cái tích là nghĩ hai tam giác đồng dạng, đó là M, N, F với lại gì? M, A, N. A, N. Thứ nhất, góc gì chung? Thấy chưa? M, N, F thấy nó chưa? Rồi M, A, N thấy nó chưa? Góc gì chung? Cái bút chì đâu? Góc gì chung? Thấy hai cái tam giác đó chưa vậy? Mày phải phản biện để người ta biết là mày có hiểu không đã. Góc nào chung chốt chưa? Góc này nè. Bằng góc này không? Lý do. Hồi nãy kêu song song ký hiệu vô nha. Song song này thấy chưa? Thì góc này bằng góc này chữ gì? So le đó. Mà góc này bằng góc này lý do. Góc tạo bởi và góc nội tiếp cùng chắn một một cung, suy ra góc này bằng góc này, kịp chưa? Sau đó suy ra hai tam giác đồng dạng, suy ra tỷ số đồng dạng. Vậy bước đầu tiên